Sơn Trà, mảnh đất nằm ở phía đông thành phố Đà Nẵng, nơi có vịnh Tiên Sa, có bãi biển đẹp nhất hành tinh, những cây cầu độc đáo bắc qua sông Hàn thơ mộng. Sơn Trà, từ trong quá khứ đến hiện tại, đang hòa vào dòng chảy hội nhập với những ước mơ kiến tạo. Với vị trí địa lý phía Tây giáp sông Hàn, phía Nam giáp quận Ngũ Hành Sơn, phía Bắc và phía Đông giáp biển, quận Sơn Trà có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Đà Nẵng. Sơn Trà cũng là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của thành phố, của khu vực miền Trung và cả nước. Ngược dòng thời gian, 25 năm trước, khi thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 1 tháng 1 năm 1997, Sơn Trà, bên Tê Hàng vẫn là những làng chài trên sông nước với những ngôi nhà chùa nhếch nhác tạm bợ trôi nổi trên sông. Từng sống trong nhà chùa cùng đại gia đình, trong ký ức của anh Đặng Văn Cùng là một tuổi thơ cơ cực, lam lũ, khi gia đình gồm 11 người phải sống chen chúc trong căn nhà chùa tạm bợ, không điện, nước sinh hoạt. Ao ước lớn nhất của mọi người dân của làng chùa lúc đó là được lên bờ. Với chủ trương của thành phố Đà Nẵng là xóa khu nhà chùa phía bờ đông sông Hàn, đưa người dân vào tái định cư tại các khu dân cư mới, gia đình anh được cấp đất tại phường Nại Hiên Đông. Một cuộc sống mới đã hoàn toàn thay đổi. Thì trong cuộc sống thì lặng tốt hơn, tốt hơn hồi trước đây. Thì con cái học hành đầy đủ, còn cuộc sống ổn định hơn so với hồi trước đây. Quận Sơn Trà được thành lập vào ngày 23 tháng 1 năm 1997, trở thành đơn vị hành chính mới của thành phố với 7 phường: Phước Mỹ, Thọ Quang, An Hải Tây, Nại Hiên Đông, Mân Thái, An Hải Bắc, An Hải Đông. Với người dân Đà Nẵng, đặc biệt là người dân quận Sơn Trà, sự kiện ngày 29 tháng 3 năm 2000 nhân kỷ niệm 25 năm ngày giải phóng Đà Nẵng khó mà quên được. Khi chiếc cầu quay Di Văn mang tên sông Hàn được khánh thành nối hai bờ đông tây của thành phố, từ đây Sơn Trà thực sự chuyển mình thay đổi. Thì những năm đầu thì quận Sơn Trà gần như một công trường. Hàng chục nghìn hộ dân phải thực hiện việc giải tỏa, di rời để xây dựng hạ tầng. Khi bắt đầu hình thành được cơ sở hạ tầng thì nhân dân cũng đồng lòng với các chủ trương xây dựng phát triển kinh tế. Điều đặc biệt của quận Sơn Trà là vùng đất có nhiều di tích văn hóa lịch sử và là mảnh đất đã sản sinh ra nhiều bậc danh nhân hiền tài. Trong đó, danh tướng Thoại Ngọc Hầu đã đem hết tài đức, trí tuệ của mình để đóng góp phụng sự đất nước. Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại. Ông sinh năm 1761 tại xóm An Trung, làng An Hải, và mất năm 1829, là một trong những danh tướng của vua Gia Long triều Nguyễn. Với quê hương An Hải, Thoại Ngọc Hầu nhiều lần quay về nơi chôn nhau cát rốn để cùng các họ tộc chăm lo đời sống người dân. Ông cho mở chợ Hà Thân, lập chùa An Phước, dựng đình An Hải, xây nhà thờ Tiền Hiền. Điều mà Nguyễn Văn Thoại đã để lại cho hậu thế, thứ nhất là tình yêu, sự gắn bó đối với nơi chôn nhau cắt rốn của mình, quê hương của mình, bản quán của mình. Rồi thứ hai là đã
là người Sơn Trà xa quê, người Đà Nẵng xa quê thì làm thế nào đó để đem hết sức mình phụng sự cho đất nước, cho cái quê hương mới, và từ đó mà làm rạng danh cái quê hương bản quán của mình. Nhà thờ Tiền Hiền làng An Hải và Thọ Ngọc Hầu tọa lạc trên diện tích rộng hơn 4.000 mét vuông tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, là nơi thờ tự Tiền Hiền, Hậu Hiền với 36 chư phái và Thoại Ngọc Hầu, Nguyễn Văn Thoại. Di tích nhà thờ Tiền Hiền, làng An Hải Tây và Thoại Ngọc Hầu được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2007. Đây cũng là nơi có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của người dân Đà Nẵng, thể hiện sự tri ân, ngưỡng vọng công lao của Thoại Ngọc Hầu đối với nhân dân vùng hữu nạn sông Hàn xưa, là điểm tham quan, nghiên cứu của người dân và du khách, là địa chỉ để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Quận Sơn Trà thì hiện nay cũng rất là quan tâm đến việc đầu tư, tôn tạo, phát huy các cái văn hóa vật thể cũng như phi vật thể. Đền thờ Tiền Hiền, làng An Hải và Thọ Ngọc Hầu ở đây, chúng tôi sẽ quan tâm sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo, cũng như là các cái lăng thờ cá ông của những người dân, thì chúng tôi cũng tập trung đầu tư. Và chúng tôi hiểu hơn hết rằng là nếu để muốn để phát triển cái việc đấy thì chỉ người dân sẽ là những người làm tốt nhất, và chính quyền sẽ cùng đồng hành với người dân trong cái việc phát huy những cái giá trị văn hóa lịch sử của quận Sơn Trà. Sơn Trà có các làng cá truyền thống lâu đời đang lưu giữ một nền văn hóa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc độc đáo của miền ven biển miền Trung. Đến nay, bà con ngư dân có phong tục thờ cá ông hay cá voi. Hàng năm, vào tháng Giêng âm lịch, lễ hội cầu ngư được tổ chức ở các làng ven biển ở các phường Phước Mỹ, Thọ Quang, Mân Thái. Lễ hội cầu ngư không chỉ cầu mong những chuyến ra khơi được thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy thuyền, mà còn thể hiện lòng tri ân của hậu thế với các bậc tiền nhân đi trước đã chinh phục biển cả, đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình và xây dựng quê hương. Hàng năm là ngư dân tập trung về đây cúng tế 3 ngày Tết, cũng như vào ngày 18 tháng 5 thì làng Mỹ Khê ở đây cũng là xưng kỳ thu tế hạt trò, gia lễ nghi lễ cúng tế bà một cách nghiêm trang. Đây là đình làng Mỹ Khê, ngôi đình có tuổi đời hơn 450 năm. Theo Chính sử Quảng Nam, Mỹ Khê một dãy đất bên bờ biển Đông. Từ năm 1558-1569, khi chúa Nguyễn Hoàng thực hiện chính sách khẩn trương lập làng, thì dãy đất này được quy dân lập ấp, khai trương địa bộ tôn xưng xã hiệu Mỹ Khê vào năm thứ 13, tức năm 1571. Tên làng Mỹ Khê có trong bản đồ Thuận Quảng từ đó. Hơn 450 năm có tên đất, tên làng, các thế hệ người dân Mỹ Khê đã vượt qua bao gian khổ, bền bỉ đấu tranh với thiên nhiên để sinh tồn. Từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, cùng với sự biến thiên thăng trầm của lịch sử, biết bao người dân nơi đây cống hiến xây dựng, làm rạng rỡ quê hương. 16 sắc phong của quốc triều cho các tôn thần Mỹ Khê còn lưu giữ chứng minh sức bền vững của tâm linh người Mỹ Khê. Trước đây là cái đình làng ở ngoài biển kia, sau vì bão tố nhiều năm nó bị tàn phá nên mới đưa vào đài. Nơi đây là nơi cũng vĩnh cửu và không có cái quần thể đình làng và cái miếu tâm vị và có lăng ông, lăng bà. Những hoạt động ở đình làng là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau, duy trì được phong tục truyền thống, giá trị văn hóa làng biển, cùng nhau đóng góp, xây dựng, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa chung, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn với các bậc tiền nhân đã lập ấp, lập làng. Tôi thì năm nay cũng là gần 80 tuổi, tôi sống ở đây và trên cái quê hương này cũng nhiều đời, kể cả
13, 14 đời ở tại quê hương này. Và chính cái dân địa phương ở đây họ mới lập những cái lan miếu họ để thờ tự, tưởng nhớ những cái vị thần linh ở đây. Đã, những người đã có công khơi phá và xây dựng được cái quê hương và cái nơi mà người ta ở đây để mà ta sinh tồn. Trong tiến trình đấu tranh và tồn tại, con người Sơn Trà nơi đây đã hòa vào môi trường biển, lấy biển làm kế sinh cơ lập nghiệp. Lấy chồng nghề ruộng, em theo, chồng làm nghề biển, hồn treo, cột buồm. Ngày xưa, điều kiện thuyền bè còn thô sơ, mỗi chuyến ra khơi phải đối mặt với nhiều thử thách, hiểm nguy giữa nghìn trùng sóng nước và gánh nặng mưu sinh. Vì vậy, người vợ, người mẹ ở nhà ngày đêm luôn mong ngóng, khấn nguyện cho chồng mình, con mình luôn khỏe mạnh, vượt qua sóng to, gió lớn, mưa bão, giông tố để đem về tôm cá đầy thuyền. Bình minh trên biển, một buổi sáng thường ngày, sau chuyến ra khơi, ngày mới bắt đầu trong khung cảnh nhộn nhịp cùng những nụ cười mặn ngoài nắng gió khi tôm cá đầy khoang. Các thế hệ người dân Sơn Trà xem biển cả là quê hương, là nơi nuôi dưỡng, sinh tồn. Biển đã ban tặng nhiều sản vật để cuộc sống đầy đủ, để sau những chuyến ra khơi vất vả là nụ cười của những người mẹ, người vợ, là hình ảnh những đứa con được tung tăng cắp sách đến trường, cùng những ước mơ bay cao, bay xa. Nhiều ngư dân đã làm giàu từ biển. Ông Nguyễn Văn Chín, từ một người vá lưới thuê, đã trở thành ông chủ doanh nghiệp thủy sản lớn. Sinh ra và lớn lên trên vùng biển Thọ Quang, các cuộc đời của ông gắn bó với nghề truyền thống mà cha ông để lại. Luôn tâm niệm phải duy trì và phát triển nghề biển, ông đã nghiên cứu những kỹ thuật đánh bắt tiên tiến, đầu tư tàu thuyền đánh bắt công suất lớn, xây dựng nhà máy thủy sản để phát triển chế biến, làm cho nguồn hải sản của mình thêm phong phú giá trị. Và trên hết là góp phần xây dựng quê hương Sơn Trà, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo việc làm, thu nhập cho chính những người lao động tại địa phương. Tâm niệm của tôi là luôn luôn đóng góp về và người lao động luôn luôn là vì doanh nghiệp để phát triển về cái doanh nghiệp và phát triển về cái địa phương và quận Sơn Trà này. Theo tôi nghĩ là không bao giờ người dân biển, không bao giờ thiếu biển, không bao giờ mà để quanh biển đi. Con tôi 5-6 đứa kế nghiệp và phát triển đi lên. Trên con đường biển đẹp nhất thành phố mang tên Hoàng Sa thuộc quận Sơn Trà, nhà trưng bày Hoàng Sa được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng và khánh thành vào năm 2017. Nhà trưng bày với nhiều tư liệu, hiện vật, bản đồ, hình ảnh đã lưu lại những cột mốc phản ánh quá trình lịch sử từ ngày đầu khi các chúa Nguyễn khai phá, xác lập chủ quyền cho đến nay. Tất cả đã ghi dấu cuộc đấu tranh bảo vệ biển đảo, là minh chứng lịch sử về quá trình khai phá, việc xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà trưng bày Hoàng Sa là một thiết chế văn hóa lịch sử mang ý nghĩa chính trị đặc biệt. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, cảm nhận về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nhà trưng bày Hoàng Sa cũng là nơi mà thay mặt cho nhân dân Đà Nẵng và cùng với nhân dân Đà Nẵng để mà trưng bày những cái bằng chứng vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị pháp lý để khẳng định cái chủ quyền của nước ta đối với huyện đảo Hoàng Sa. Ngó lên trên đỉnh Sơn Trà, ngó về Mân Thái, ngó qua cửa hàng. Núi Sơn Trà là điểm kết thúc của mạch núi từ Trường Sơn Bắc ra đến biển ở phía đông núi Hải Vân. Núi Sơn Trà còn có tên là Tiên Sa, gắn liền với truyền thuyết về cảnh đẹp đã quyến rũ các vị tiên trên trời sa xuống để vui chơi thưởng ngoạn. Hiện nay, bán đảo Sơn Trà được quy hoạch thành khu bảo tồn thiên nhiên
có nhiều động vật quý hiếm như vọc trà vá chân nâu, khỉ đuôi dài, gà mặt đỏ. Nhiều cảnh đẹp, bãi tắm hoang sơ, trong lành có giá trị về mặt du lịch như bãi Bắc, bãi Nam, bãi Dài, bãi Buộc. Bán đảo Sơn Trà được xem là báu vật của thành phố, là tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền với biển, cũng là nơi duy nhất của Việt Nam có hệ sinh thái đặc biệt này. Tôi là một nghệ sĩ chụp ảnh, tôi đi chụp ở khắp nơi trên đất nước mình và thậm chí cả nước ngoài, nhưng mà Sơn Trà với tôi là một cái tình yêu rất là mãnh liệt. Thậm chí nhà tôi ở quận Liên Chiểu, nhưng mà có nhiều năm mà để theo đuổi những cái bộ ảnh vọc hay bộ ảnh may, là gần như ngày nào tôi cũng phải chạy khoảng 20-30 km để đi săn những khoảnh khắc đẹp đấy. Và thực sự là nó rất là ấn tượng với tôi, và tôi mong muốn là sẽ thể hiện những góc ảnh tốt nhất, rồi những cái để mà truyền tải cho mọi người thấy được là Sơn Trà đẹp như thế nào, và có những cái mà làm mà không thể nơi nào có được như thế. Trên bán đảo Sơn Trà thơ mộng, chùa Linh Ứng hiện lên mang biểu tượng của tâm linh. Ngôi chùa tọa lạc trên ngọn đồi mang hình con rùa hướng ra biển cả, xung quanh là rừng nguyên sinh bạt ngàn. Với tượng Phật Quán Thế Âm cao nhất Việt Nam, chùa Linh Ứng Sơn Trà được xem là nơi hội tụ của linh khí đất trời và tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam thế kỷ 21. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 6 năm 2004 âm lịch và khánh thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2010. Ngày nay, chùa Linh Ứng là điểm đến tâm linh của du khách khi đến Đà Nẵng. Bên cạnh những tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn và gìn giữ, tại bán đảo Sơn Trà còn có cảng biển Tiên Sa. Cảng được đầu tư xây dựng hiện đại, có thể tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn. Đây cũng là cảng biển lớn nhất ở miền Trung, là cửa mở ra Thái Bình Dương của hành lang kinh tế Đông Tây. Hòa cùng dòng chảy của thời gian, song hành cùng sự đổi thay phát triển của thành phố, nhưng Sơn Trà vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ vốn có của thiên nhiên. Dọc theo bờ biển của Sơn Trà là nhiều bãi tắm đẹp như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, T20 cùng nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế như Intercontinental, Sơn Trà Resort and Spa. Nhiều tòa nhà cao tầng với thiết kế sáng tạo hiện đại được xây dựng, hứa hẹn đem đến những trải nghiệm hoàn hảo cho du khách trong các kỳ nghỉ dưỡng, đem đến cho cư dân nơi đây một cuộc sống đẳng cấp tiện nghi. Tất cả đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ, vươn tầm của Sơn Trà trong tương lai không xa. Ngoài những cái sản phẩm là du lịch như là nghỉ dưỡng, chơi các môn trò chơi thể thao biển như là cano hay dù bay hay lướt sóng, thì các cái lễ hội, các sự kiện biển cũng được thành phố như Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Trà quan tâm, hỗ trợ, quản lý, thực hiện. Có thể kể đến như là các cái lễ hội biển vào mùa hè, hay là những cái lễ hội khai trương mùa du lịch biển, lễ hội lăng cá ông, thì những cái nó đang xen giữa cái những cái lễ hội hiện đại và những cái lễ hội truyền thống, thì nó tạo nên một cái bản sắc văn hóa riêng của thành phố Đà Nẵng. Trong dòng chảy của thời gian, dòng sông Hàn thơ mộng êm đềm vẫn hiền hòa chứng kiến bao đổi thay của thành phố, của vùng đất phía bờ đông. 25 năm chỉ là con số hữu hạn nếu so với dòng sông Hàn ngàn năm tuổi. Nhưng sông Hàn đã chứng kiến bao sự đổi thay như kỳ tích. Bên bờ đông sông Hàn hôm nay là những dãy phố cao tầng hiện đại, rực rỡ ánh đèn. Vào các buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật, người dân và du khách sẽ cùng say mê hòa nhịp trong những vũ điệu vui tươi rộn rã của lễ hội đường phố. Hướng về kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận Sơn Trà, ngày 23 tháng 1 năm 1997, 23 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Nét đẹp Sơn Trà và sáng tác ca khúc. Dành nhiều tình yêu đối với vùng đất này, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhạc sĩ khắp mọi miền Tổ quốc
đã thể hiện trọn vẹn tình cảm của mình thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Vẻ đẹp của Sơn Trà được phản ánh rõ nét qua nhiều góc nhìn. Vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ, nét đẹp bình dị trong lao động sản xuất, những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, phát triển văn minh đô thị. Cái định hướng phát triển của quận Sơn Trà thì nó nằm trong tổng thể phát triển của thành phố Đà Nẵng. Thì cái điều này đã được thể hiện qua cái quyết định phê duyệt cái quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng quyết định. Đấy, còn riêng về phía quận Sơn Trà thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đầu tiên là mình phải xây dựng được cái quy hoạch tổng thể và cái quy hoạch phân khu. Từ cái quy hoạch đó thì chúng ta mới có cái định hướng để kêu gọi đầu tư, để đầu tư, để phát triển quận. Chúng tôi rất là mong muốn rằng là những cái dự án lớn mà hiện nay thành phố đang tập trung kêu gọi nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, giống như là cái trung tâm tài chính, giống như là cái khu CBD ở khu công nghiệp Bản Đồ bây giờ đấy. Chúng tôi cũng có mong muốn là các cái du lịch, phát triển du lịch trên bán đảo Sơn Trà và hàng loạt các cái công trình dự án khác, chẳng hạn như dự án của Olalani, dự án Bến Du Thuyền, các cái dự án của Sun Group đầu tư trên địa bàn. Những dự án này mà được triển khai thì nó sẽ làm cho quận Sơn Trà sẽ thay đổi rất lớn về bộ mặt. Nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển 1997-2022, chính quyền và người dân Sơn Trà hôm nay có thể tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển đúng định hướng. Một Sơn Trà hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống. Một Sơn Trà hấp dẫn, quyến rũ du khách trong và ngoài nước nhưng bảo tồn được cảnh quan, thiên nhiên, môi trường. Một Sơn Trà sầm uất, nhộn nhịp nhưng an ninh, chính trị được giữ vững. Với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, những kết quả đạt được là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ của toàn đảng, toàn dân quận Sơn Trà trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cái dấu ấn rõ nét đó là cái diện mạo đô thị. Thứ hai là đời sống nhân dân được nâng lên. Thứ ba là hệ thống chính trị của quận được kiện toàn từ cơ sở cho đến quận và đã phát huy được cái vai trò lãnh đạo chỉ đạo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và quốc phòng. Với tầm nhìn chiến lược và dài hạn của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực vượt bậc của chính quyền và nhân dân Sơn Trà, mảnh đất phía bờ đông sông Hàn hôm nay đã vươn mình thức dậy, phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đạt tầm vóc một đô thị văn minh hiện đại, tương xứng với vị thế và tiềm năng vốn có của mình. Một vùng sơn thanh, thủy tú với nhiều ưu thế được thiên nhiên ban tặng, con người nơi đây đã và đang ấp ủ bao khát vọng trong mạch nguồn hiến tạo vươn xa. Một Sơn Trà đổi mới theo dòng chảy hội nhập, bình minh rạng rỡ phía bờ đông. Đình làng gieo phù chốn bình yên, về bên anh ta chung một mái nhà, cho Sơn Trà đẹp như bản tình ca.